bằng một nụ cười, tự khiến bản thân trở thành một con búp bê mặt cười. Nhưng cô ấy không những không bị ghét bỏ, mà còn trở thành một thần tượng được rất nhiều người yêu thích. Eri là một cô gái lúc nào cũng muốn làm vừa ý mọi người. Cô ấy nghĩ rằng, chỉ cần nở một nụ cười thật tươi, thì tất cả mọi vấn đề đều có thể được giải quyết. Quả thực, tươi cười chính là biểu tượng của tình hữu nghị. Nhưng trong giao tiếp giữa người với người, không chỉ phụ thuộc vào sự hữu nghị, mà còn có cả sự chân thành. Trong một buổi tụ tập với một chị em thân thiết, Eri dè dặt hỏi mọi người, cô ấy có điểm gì khác biệt không? Nhưng các chị em lại cười và nói Eri chẳng có điểm gì khác biệt cả. Sau đó ba người bắt đầu nói chuyện với nhau về bộ điều mới. Eri từ từ sờ lên khuôn mặt đã biến thành mặt búp bê của mình. Cô ấy không hiểu tại sao mọi người lại không nhận ra. Câu chuyện bắt đầu khi Eri còn nhỏ. Có một cậu bạn cùng lớp đã làm vỡ bể cá vàng mà cô ấy nuôi. Cô ấy cứ ngồi im nhìn chằm chằm cá vàng đã chết. Cậu bạn cùng lớp đó cũng là một người dám làm dám nhận. Cậu ấy bước đến xin lỗi Eri, nhưng cô ấy chỉ quay lại và nở một nụ cười thật tươi. Không sao đâu, mình đi mua một bể cá khác là được mà. Nhưng khi cô ấy quay đầu lại nhìn, nụ cười trên mặt cũng biến mất. Sự đau khổ của cô ấy chỉ có thể giấu sau nụ cười vui. Vì để được tất cả mọi người yêu quý, cô ấy lựa chọn nhân nhượng cho qua. Sau khi lớn lên, Eri cũng luôn đặt tâm nguyện của người khác lên hàng đầu. Cô ấy luôn mỉm cười đối mặt với mọi thứ, cho đến một ngày cô ấy phát hiện mặt của mình đã biến thành mặt nạ búp bê với một nụ cười tươi gắn chặt vào mặt cô ấy, trở thành khuôn mặt cười giả tạo. Cô ấy nghĩ rằng mọi người sẽ chú ý đến, nên cô ấy mới đi hỏi một chị em tốt, bản thân có phải không giống trước đây không? Nhưng mọi người nhìn đi nhìn lại cũng không nhận ra rốt cuộc cô ấy đã thay đổi cái gì, bởi vì từ lâu cô ấy đã không còn là chính mình nữa rồi. Cô ấy chỉ sống vì vừa lòng người khác, trở thành một con búp bê không cảm xúc. Dù cho cô ấy có đau khổ buồn rầu như thế nào, thì trong mắt bạn bè, cô ấy vẫn luôn là cái vỏ rỗng chỉ biết cười. Cô ấy thất vọng đi lang thang trên đường. Đúng vào lúc này, có một người môi giới chuyên săn tìm ngôi sao đã chú ý đến cô ấy. Nhìn vẻ mặt tươi cười của ông chú đó, ai không biết còn tưởng hai người họ thân thiết lắm. Hóa ra ông chú ấy bị thu hút bởi khuôn mặt mỉm cười của Eri. Ông ta nghĩ rằng khuôn mặt cười này của Eri có thể cổ vũ tinh thần mọi người, mang lại cảm giác tích cực cho người khác. Vì thế ông ta muốn Eri ra mắt với tư cách là một thần tượng. Cô ấy nhất định sẽ nổi tiếng. Ông ta cũng sắp giàu to rồi. Eri lần đầu được người khác coi trọng, nên chỉ trong vài giây suy nghĩ cô ấy liền đồng ý với ông ta. Khi vừa mới vào studio, cô ấy vẫn còn ngượng ngùng tạo dáng trước ống kính. Nhưng khi nhiếp ảnh ra yêu cầu cô ấy nhìn vào ống kính, cô ấy liền ngay lập tức làm theo. Quả nhiên con mắt nhìn người của ông chú môi giới rất chuẩn. Album đầu tiên của Eri được ra mắt, cô ấy liền trở nên nổi tiếng. Tất cả mọi người đều yêu thích khuôn mặt tươi cười của cô ấy, trở thành fan hâm mộ cuồng nhiệt của cô ấy. Thậm chí nhiều người còn cắt kiểu tóc như của Eri. Còn có doanh nghiệp rất thông minh mời Eri về làm người phát ngôn quảng cáo, rồi phát minh ra công cụ chỉnh hình nụ cười giống như Eri. Số lượng bán ra vô cùng nhiều. Doanh nghiệp này quả biết nắm bắt cơ hội. Eri sau khi thành danh được rất nhiều người hâm mộ yêu mến, nhìn thì có vẻ phong quang vô hạn. Nhưng hình ảnh cô ấy một mình ngồi trong xe, với hình ảnh fan hâm mộ điên cuồng bên ngoài xe, có thể thấy được cô ấy rất cô đơn. Mặc dù chiếc mặt nạ cười đã khiến cô ấy có dáng vẻ tươi cười đẹp nhất, nhưng nó cũng đã che giấu mọi cảm xúc thật của cô ấy. Cô ấy muốn tìm bạn bè cũ để nói chuyện tâm sự. Vì thế cô ấy gửi tin nhắn nói muốn gặp mặt mọi người. Nhưng đối phương lại lấy cơ bận việc từ chối cô ấy. Nhưng lúc này khi Eri đang đeo khẩu trang ngồi trong quán cà phê, liền nghe thấy tiếng thảo luận của các bạn mình phía đằng sau. Bọn họ nói Eri chỉ là một con rối biết cười. Cô ấy chẳng là cái thá gì cả. Ngay cả những người hâm mộ Eri cũng chỉ là những người không có bạn bè thực sự. Khi cô ấy đang cảm thấy cô đơn và lạc lõng, không một ai nguyện ý cùng cô ấy nói chuyện, sẻ chia. Tất cả mọi người đều coi cô ấy như thứ đồ tiêu khiển. Lúc này cô ấy cũng phát hiện ra, bên cạnh những người bạn đó lại xuất hiện một búp bê mặt cười giống như cô ấy. Cuối cùng cô ấy cũng phát hiện, cô ấy không hề quan trọng, bất kỳ ai cũng có thể thay thế cô ấy. Eri bị đả kích nghiêm trọng, cô ấy hoàn toàn sụp đổ. Cô ấy càng ngày càng chán ghét bộ dạng hiện tại của chính mình. Cô ấy cố gắng hết sức gỡ bỏ mặt nạ ra. Cô ấy muốn tìm lại khuôn mặt của chính mình. Nhưng dù cô ấy có làm cách nào đi nữa, mặt nạ cũng không hề có dấu hiệu lay chuyển. Đột nhiên, người môi giới gọi điện thoại đến. Ông ta nói chuyến lưu diễn toàn quốc đã được định ngày. Cô ấy biểu lộ sự vui vẻ với ông ta, nhưng lại bất lực quỳ trên mặt đất. Chẳng nhẽ cô ấy phải đeo chiếc mặt nạ này suốt cuộc đời sao? Rất nhanh lưu diễn, cô ấy đi theo người môi giới chuẩn bị lên khán đài. Đột nhiên cô ấy nhìn thấy cá vàng nhỏ đã chết khi xưa. Eri nói xin lỗi cá vàng. Gomen, shinda toki waratete. Nhưng cá vàng lại nói nó đã tha thứ cho cô ấy từ lâu rồi. Tôi vẫn nhớ khuôn mặt thật sự của cô. Hóa ra khi Eri chôn cá vàng xuống đất, cô ấy đã khóc. Chỉ khi không có người khác bên cạnh, cô ấy mới dám biểu lộ cảm xúc thật của bản thân.
Vào khoảnh khắc đó, cá vàng đã ghi nhớ khuôn mặt của cô ấy. Nó hy vọng Iri có thể quay về làm chính mình. Chỉ cần cô ấy có dũng khí phá hủy tất cả mọi thứ. Khi đứng trên khán đài rực rỡ, Iri cũng không hề mở miệng ra hát. Sau đó cô ấy cầm mic lên, rồi liên tục đập mạnh vào mặt mình. Một lần, hai lần rồi ba lần, các mảnh vỡ của chiếc mặt nạ nhanh chóng rơi xuống đất. Iri đưa tay lên định sờ vào khuôn mặt thực sự của mình. Nhưng cô ấy lại phát hiện ra, phía sau chiếc mặt nạ búp bê chẳng có gì cả. Mặt của cô ấy đã biến mất từ lâu rồi. Bản thể của cô ấy sau những lần đón ý nói đùa, sau những lần đưa đẩy đã hoàn toàn mất đi rồi. Cuối cùng Iri cũng chấp nhận bản thân mình như vậy. Cô ấy đổi một chiếc mặt nạ lạnh lùng. Các fan hâm mộ càng yêu thích cô ấy điên cuồng hơn. Bọn họ nghĩ rằng Iri như vậy rất cá tính, rất ngầu. Bọn họ cũng bắt chước theo cô ấy. Bây giờ đôi mắt của Iri trũng sâu. Cô ấy tự nói với chính mình. Tiếp. Một bộ phim Nhật Bản có tên The Don't Sweet Attitude, bộ phim châm biếm thói đạo đức giả của một bộ phận xã hội hiện nay, và thái độ gió chiều nào theo chiều đấy của đám đông.